Sáng ngày 19 tháng 11, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn cho biết đã tìm thấy thi thể ba cha con bị lật thuyền trên đập rào băng. Trước đó, chiều ngày 18 tháng 11, một người đàn ông, sinh năm 1984, trú xã Nam Thanh, dùng thuyền máy ra đập rào băng đánh cá. Đi cùng anh có hai người con sinh năm 2017 và 2018. Trong khi đang đánh cá, thuyền bất ngờ lật úp khiến cả ba cha con mất tích. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an Nghệ An, chính quyền huyện Nam Đàn, xã Nam Thanh và người dân tập trung tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu bé sinh năm 2017. Khoảng 2 giờ sáng ngày 19 tháng 11, tiếp tục tìm thấy thi thể người cha và đến 6 giờ tìm thấy thi thể cháu bé sinh năm 2018. Hiện thi thể ba cha con đã được đưa về gia đình làm lễ an táng.